Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao đến từ 10 nước thành viên đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 với chủ đề ASEAN tự cường và sáng tạo. Trong khuôn khổ hội nghị, các bộ trưởng đã tham gia hàng loạt các cuộc họp hẹp, trong đó phải kể đến hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong Sông Hằng. Theo đó, các bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, văn hóa và giao thông, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác về doanh nghiệp, y tế và nguồn nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc thay cho mức thuế 10% như thông báo trước đây. Về phần mình, Trung Quốc cho biết sẽ đáp trả nếu Mỹ đưa ra thêm những biện pháp gây cản trở thương mại. Theo nội dung cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC ngày 31 tháng 7, nước này sẽ duy trì kinh tế theo lộ trình phát triển ổn định và lành mạnh với chính sách tài chính chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng trong nửa cuối năm 2018. Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia thị trường và giới phân tích, Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã quyết định nâng lãi suất từ 0,5% lên 0,75%, mức cao nhất trong 9 năm trở lại đây. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ quyết định sẽ thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện cho chương trình kích thích tiền tệ khổng lồ của mình trở nên linh hoạt hơn, cũng như cam kết sẽ duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% trong thời gian tới, từ đó phản ánh dự báo nước này cần thời gian để đạt mức lạm phát mục tiêu 2%. Thưa quý vị, vừa qua từ ngày 25 đến 27 tháng 7, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu lớn nhất thế giới BRICS gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi đã diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi với chủ đề BRICS ở châu Phi, hợp tác phát triển hòa nhập và thịnh vượng chung trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội nghị lần này đã thảo luận các biện pháp nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác nội khối, thúc đẩy kinh tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là chủ đề của Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS lần thứ 10 với chủ đề BRICS ở châu Phi, hợp tác phát triển hòa nhập và thịnh vượng chung trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 7 ở thành phố Johannesburg, Nam Phi. Các nhà lãnh đạo BRICS đã ký một tuyên bố chung ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở và toàn diện. Tuyên bố nêu rõ, chúng tôi nhận thấy hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền kinh tế thế giới mở. Năm nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cam kết đấu tranh chống chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ sau những đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các lãnh đạo BRICS cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các nước thành viên trong việc chuẩn bị nhân lực và vật lực để thích nghi và tận dụng các lợi thế do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Các quốc gia cần phải chuẩn bị thật tốt để đáp ứng những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây không chỉ đơn giản là cuộc cách mạng số, mà còn là sự thay đổi về lối sống, cách làm việc và quan hệ của loài người. Cuộc cách mạng lần thứ tư là một bước phát triển tất yếu của loài người. Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ và đơn phương đang làm tổn hại đến tiềm năng phát triển của những nền kinh tế mới nổi. Cuộc cách mạng công nghiệp số có những tác động to lớn lên mỗi nền kinh tế. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ cuộc sống riêng tư của người dân trong kỷ nguyên số. Thế giới sẽ trở nên phẳng hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và lúc đó tài năng sẽ quan trọng hơn cả vốn đầu tư. Cuộc cách mạng số cũng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chẳng hạn như việc dùng công nghệ số để thực hiện những dịch vụ công. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Michel Temer tái khẳng định, thông tin, tri thức và công nghệ số hiện đang trở thành động lực phát triển của các nền kinh tế. Tài sản lớn nhất của một quốc gia chính là khả năng tận dụng và phối hợp tri thức một cách hiệu quả. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng sẽ làm tổn hại nền thương mại và đưa ra nhiều cam kết nhằm thúc đẩy thương mại đa phương. Để hiểu hơn về hội nghị lần này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Pezane Lekoro, đại sứ Nam Phi tại Việt Nam. Cảm ơn đại sứ đã tham dự chương trình. Hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa diễn ra tại Nam Phi trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy trên thế giới. Là đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của hội nghị này?
Chủ đề của hội nghị BRICS lần này đã tái khẳng định quyết tâm của các nước thành viên đối với việc xây dựng tình đoàn kết trong khu vực. Ngoài ra, các nước còn tập trung thảo luận về sự công bằng, tình hình dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Do chủ đề của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này là BRICS ở châu Phi, hợp tác phát triển hòa nhập và thịnh vượng chung trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những quan điểm chính được thể hiện ở hội nghị là việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Hội nghị này đã đạt được kết quả gì nổi bật thưa ông? Hội nghị này đã đề cập đến nhiều chủ đề, trong đó có việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, toàn cầu hóa, cũng như tăng cường liên kết tài chính, phát triển kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, hội nghị BRICS cũng thảo luận về hòa bình, tình hình an ninh, vốn là nội dung hết sức quan trọng đối với các nước châu Phi tham dự hội nghị, bởi các nước này đã đưa ra quyết định tạm dừng triển khai vũ khí cho đến năm 2020 tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Ngoài ra, vấn đề thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng được đưa ra bàn thảo tại hội nghị. Có thể nói, những chủ đề trên được đưa vào thảo luận trong bối cảnh các nước thành viên BRICS đã có những đóng góp gì trong các lĩnh vực này, cũng như cần đóng góp thêm gì trong tương lai. Một trong những thỏa thuận đáng chú ý ở hội nghị lần này là việc các nước đã thông qua cơ chế đẩy mạnh hợp tác trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ, đổi mới và công nghiệp hóa, cũng như nghiên cứu về tác động của công nghệ đối với tình hình sản xuất, chế tạo. Là nước chủ nhà tổ chức hội nghị BRICS, ông có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về hội nghị lần này. Chúng tôi đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này. Tôi nghĩ rằng các nước đã có các cuộc thảo luận hiệu quả. Một trong những điểm đáng chú ý ở hội nghị này là trong nhiều năm qua, cơ chế hợp tác giữa các nước thành viên BRICS đã được duy trì, tăng cường thông qua các cuộc trao đổi cấp chính phủ, cấp bộ ngành. Hơn thế nữa, các nước thành viên BRICS hiện tại còn thúc đẩy viện trợ đối với các nước châu Phi và Mỹ Latin, qua đó tạo điều kiện cho các nước này có thể tiếp cận tốt hơn vào thị trường các nước BRICS. Nhìn lại những năm vừa qua, ông đánh giá thế nào về những thành tựu hợp tác mà các nước thành viên BRICS đã đạt được? Như bạn biết đấy, cho đến nay, BRICS đã đạt được nhiều thành tựu. BRICS có một cơ chế mang tính điều chỉnh, có các biện pháp và chức năng của mình. BRICS đã thành lập ngân hàng tại Thượng Hải, Trung Quốc, và có chi nhánh khu vực tại Johannesburg và Brazil. Quỹ đầu tư dành cho châu Phi đã được thành lập, và tôi tin rằng BRICS sẽ có những bước tiến trong thời gian tới. Có thể nói Nam Phi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tham gia vào khối này. Ông có thể nêu ví dụ về những thay đổi trong nền kinh tế của Nam Phi nhờ có khối? Nam Phi đã có được những lợi ích đáng kể khi tham gia vào khối này. Chính phủ Trung Quốc cam kết đầu tư 14 tỷ đô la Mỹ và khoản vay 2,5 tỷ đô la Mỹ vào khu vực Nam Phi. Với số tiền này, Nam Phi có thể nâng cấp cơ sở phân phối điện. Một vấn đề khác nữa là năng lượng. Chúng tôi đang hợp tác với Nga để sử dụng nguyên tử trong lĩnh vực dược phẩm. Ngoài ra còn có vấn đề môi trường. Các nước thành viên đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh công tác cải thiện chất lượng vệ sinh của toàn khối. Các nhà lãnh đạo BRICS đã tiếp tục nhấn mạnh vai trò trung tâm của hệ thống thương mại đa phương toàn diện, mở, minh bạch và dựa trên quy định. Đây có thể coi là một sự ủng hộ mạnh mẽ đối với thương mại toàn cầu trong bối cảnh hiện nay. Vậy điều này sẽ tác động thế nào đến tương lai của khối?
trong bối cảnh nguy cơ trỗi dậy của chính sách đơn phương do Mỹ đứng đầu. Các thỏa thuận thương mại giữa hiệp hội các nước như BRICS đang trở nên ngày càng quan trọng. Song trên thực tế, các nước BRICS chưa có cơ chế hợp tác thống nhất và hiệu quả giúp gia tăng ảnh hưởng của khối trong cộng đồng quốc tế. Bởi thế, chính sách thương mại mới của Mỹ có khả năng tạo động lực cho BRICS thành lập một mặt trận thống nhất hơn nhằm đối phó những thách thức mới. Với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định, BRICS đang thực hiện tham vọng trở thành một đầu tàu, thậm chí là đối trọng với những thể chế khác như nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hay nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Tiếp nối động lực hợp tác mở rộng của BRICS sau hội nghị lần thứ 9 năm 2017. Hội nghị năm nay đã thông qua mô hình hợp tác BRICS Cộng, với sự tham dự của đại diện đến từ các nước đang phát triển, đồng thời có nhiều cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo BRICS và châu Phi. Thành công của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 sẽ tăng cường sự hợp tác trong thập kỷ vàng thứ hai và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới và cải thiện quản trị toàn cầu. Đó sẽ là một kỷ nguyên tuyệt vời, bởi vì điều chúng tôi đang làm tăng cường sự hiện diện bền vững của khối BRICS trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã có nhiều thành quả trong thập kỷ qua, và giờ là lúc nói về thập kỷ tiếp theo. Chúng ta phải tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác BRICS Cộng, bởi vì BRICS không chỉ là về 5 quốc gia, mà còn về xây dựng quan hệ đối tác với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, nơi chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một xã hội toàn cầu hài hòa hơn, một cộng đồng có tương lai chung. Cơ chế BRICS mang tới một lựa chọn mới cho sự phát triển thế giới. Thế giới có thể tiếp tục tuân thủ các quy tắc thương mại tự do dưới nền tảng của sự phát triển đa cực. Đó sẽ là điều đặc biệt về con đường phát triển của các nước BRICS trong tương lai 10 năm tới. Các nước thành viên kỳ vọng BRICS sẽ nổi lên như là một đại diện cho các quốc gia đang phát triển, củng cố hơn nữa hợp tác Nam-Nam. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang khiến thế giới khó có thể có không gian thương mại thống nhất, việc mở rộng BRICS có thể tạo ra một thị trường rộng lớn với mối liên kết mạnh mẽ hơn. Thưa đại sứ, kế hoạch sắp tới của BRICS trong việc đẩy mạnh phát triển khối là gì? Tuyên bố tại Johannesburg bao gồm tất cả những thỏa thuận, hiệp định của khối. Trên thực tế, BRICS có 102 thỏa thuận riêng biệt mà các thành viên trong khối cam kết thực hiện, trải dài từ việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, bảo vệ môi trường. Đây đều là những lĩnh vực vô cùng quan trọng mà mỗi nước trong khối đều đặc biệt quan tâm. Sự phát triển mạnh mẽ của khối các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới sẽ tác động thế nào đến Việt Nam, thưa ông? Tất nhiên, sẽ có những tác động nhất định. Chúng ta cần nhớ rằng mối quan hệ giữa các nước BRICS dựa trên sự kết nối Nam-Nam về mặt địa lý. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng, khi hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức, tùy thuộc vào vị trí địa lý quốc gia đăng cai, các nước láng giềng của quốc gia đăng cai cũng được mời tham dự. Ví dụ, hội nghị vừa rồi được tổ chức tại Nam Phi, và có 10 quốc gia châu Phi đã được mời tham dự và đóng góp ý kiến tại hội nghị này về việc làm sao để thúc đẩy hợp tác, làm sao để các nước có thể tiếp cận được nguồn tài chính đầu tư từ thể chế này. Vì vậy, trong bối cảnh như vậy, chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể tham gia vào các hội nghị như vậy và có thể tiếp cận nguồn tài chính của chúng tôi trong tương lai. Quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam hiện nay như thế nào, thưa đại sứ? Tôi phải nói rằng mối quan hệ giữa hai nước đang rất tốt đẹp và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nam Phi và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử lâu đời. Kể từ khi Nam Phi thiết lập nền dân chủ, mối quan hệ giữa hai nước rất mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, hợp tác song phương, chính trị, du lịch. Chúng tôi rất mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong tương lai dựa trên nền tảng mà hai nước có được ngày hôm nay, và tôi tin rằng chúng ta có nhiều tiềm năng phát triển hơn. Ông có thể cung cấp một số liệu về thương mại giữa hai nước không? Vâng, hiện kim ngạch thương mại hai nước vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và hai nước đặt mục tiêu đến năm 2020, chúng tôi có thể đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ đô la Mỹ.
Các sản phẩm chính mà hai nước đang thúc đẩy bao gồm các sản phẩm cơ bản như nông sản, gồm các loại hoa quả, ngũ cốc, máy móc, kim loại, hóa chất. Thưa ông, vậy đâu là những hạn chế đang cản trở tiềm năng phát triển của hai nước? Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có gì có thể coi là cản trở một cách nghiêm trọng đến quan hệ hai nước. Thậm chí chúng tôi muốn thúc đẩy tiềm năng đạt được các thỏa thuận để thúc đẩy thương mại, thúc đẩy du lịch. Chính vì thế, không có gì được coi là rào cản, bởi hai nước có cơ chế để thực hiện các cuộc đàm phán, thúc đẩy hợp tác song phương. Một trong những cơ chế đó là Diễn đàn Đối tác Việt Nam-Nam Phi đang được thiết lập ở cấp thứ trưởng. Là đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, ông có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ hai nước? Trong nhiệm kỳ của mình, tôi hy vọng có khả năng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Nam Phi lên một tầm cao mới, tăng kim ngạch thương mại giữa hai bên, gắn kết toàn diện hơn quan hệ giữa chính phủ hai nước. Đây là hy vọng của tôi. Đặc biệt, tôi mong muốn có thể thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao hơn giữa Việt Nam và Nam Phi. Ông có thể nói cụ thể hơn về dự định của mình trong những năm tới? Trong những năm tới, chúng tôi có nhiều dự định về đầu tư. Đầu tiên, đó là làm thế nào để có thể đưa nông sản của Nam Phi đến nước bạn. Chúng tôi cũng chuẩn bị và đánh giá tình hình để xem làm thế nào có thể đưa các tour du lịch của Việt Nam đến Nam Phi để kết nối hai nước. Và tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch thực hiện một số chuyến thăm cấp cao. Thứ nhất là Diễn đàn Đối tác Việt Nam-Nam Phi dự kiến diễn ra vào những tháng tới và một chuyến thăm cấp bộ trưởng khác đang được lên kế hoạch. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông với chương trình Thế giới sự kiện. Cảm ơn đã mời tôi tham dự chương trình. Tại buổi bế mạc, các lãnh đạo BRICS đã nhất trí đánh giá cao vai trò chủ tịch BRICS của Nam Phi trong năm 2018 và ủng hộ vai trò chủ tịch và đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của nhóm vào năm 2019 tại Brazil. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Nam Phi tại Việt Nam đã đem đến cái nhìn rõ nét hơn cho quý vị khán giả về hội nghị này. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.